Chào mừng bạn đến với DevaShop. Hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đến với những chiếc bật lửa có giá trị đắt nhất thế giới. Đàn ông trên 22 tuổi, họ bắt đầu thay đổi bản thân. Họ không còn quá coi trọng mọi vấn đề. Họ muốn sự khác biệt và họ chọn cho mình những thứ quý giá, hiếm có hay thậm chí là những món đồ vô cùng xa xỉ để sưu tầm. Để khẳng định sự khác biệt, chất chơi của bản thân, đa số đàn ông thành công trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều lựa chọn bật lửa làm món đồ để sưu tầm. Có những chiếc bật lửa cho dù bạn có tiền nhưng chưa chắc bạn đã mua được chúng. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn top 10 chiếc bật lửa có giá trị đắt nhất thế giới. Đứng thứ 10 là chiếc Duhin Gold Apex có giá bằng một chiếc Saloto. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Giá của một chiếc bật lửa bằng một chiếc xe hơi tính đến thời điểm hiện tại, Duhin Gold Apex có giá chính xác là 13.000 USD, tương đương 299 triệu đồng. Sở dĩ Duhin Gold Apex có mức giá cao đến như vậy là bởi vì được làm từ 18 carat vàng. Và đây là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, được lấy cảm hứng từ Elvis Presley. 9. Đứng thứ 9 của chúng ta là chiếc bật lửa có giá bằng một ngôi nhà cấp 4 thông thường. Chiếc bật lửa Zippo 1933 có giá trị lên tới 18.000 USD, tương đương 414 triệu đồng hoặc có thể hơn. Là một trong những mô hình bật lửa Zippo đầu tiên. Tuy không sử dụng bất kỳ kim loại quý giá nào để chế tạo, nhưng đây vẫn là một trong những chiếc bật lửa đắt tiền nhất thế giới do giá trị lịch sử của nó mang lại. 8. Chiếc bật lửa của các quý ông tỷ phú sử dụng. Bật lửa Cartier có mức giá lên tới 18.988 USD, tương đương trên 430 triệu đồng, được làm từ 18 thanh vàng thật và trang trí đá quý nên mức giá không thể nào mà thấp hơn được. 7. Chiếc bật lửa có giá trị đắt hơn một chiếc xe hơi Honda Civic 1.8e 2019. Chiếc Fabricator có giá lên tới 30.000 USD, tương đương 690 triệu đồng, được thiết kế bởi Eric Wittstrom theo phong cách chữ ký của mình và làm thủ công vào đầu những năm 1900. 6. Chiếc bật lửa bạch kim đính kim cương. Chiếc bật lửa này có giá lên tới 34.375 USD, tương đương 790 triệu đồng. Sở dĩ có mức giá khủng như vậy là bởi vì chất liệu làm bằng bạch kim và trang trí những viên kim cương nặng 2,75 gara. Đây là chiếc bật lửa có giá trị bằng một mảnh đất tại Hà Nội, Zippo Windeluk, có giá lên tới 37.000 USD, tương đương 851 triệu đồng, là sản phẩm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 năm của hãng bật lửa Zippo. 4. Chiếc bật lửa Fabricator có giá trị hơn một chiếc Mercedes-Benz C200 2019, có giá trị lên tới 65.650 USD, tương đương 1,5 tỷ đồng, được làm thủ công từ ngọc trai và kim loại quý vào những năm 1900 bởi nhà giả kim Vladimir Soloviev. Đứng thứ 3 là Etirubon Line 2, có giá lên tới 79.000 USD, tương đương 1,8 tỷ đồng, được làm bằng vàng nguyên chất và kim cương 5,2 carat. Và đứng thứ 2 lại là Fabricator, lại là một chiếc bật lửa Fabricator, nhưng lần này nó có mức giá cực kỳ khủng hơn những chiếc lần trước. Giá trị của chiếc lần này lên tới 136.000 USD, tương đương 3,1 tỷ đồng, thiết kế theo dạng con khỉ. Thiết kế theo một cái hình dạng con khỉ và bọc vàng và bạc, tương đương một ngôi nhà hai lầu tại Hà Nội rồi anh em ạ. Chiếc bật lửa dây đầy AJ có giá lên tới 254.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng. Với thiết kế theo phong cách hoàng gia, bởi vỏ được làm bằng bạc và ngọc lục bảo. Không thể nào mà tin được những chiếc bật lửa mùi thuốc của những quý ông lại đắt đến mức độ như vậy, đúng không anh em? Trên đây em đã thống kê 10 mẫu bật lửa đang được ra bán đắt nhất thế giới. Còn những chiếc bật lửa mà có tiền cũng không thể mua nổi như Zippo đầu tiên. Chiếc Zippo đầu tiên đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng. Tất cả các nguồn thông tin trên đều được lấy từ Monsatsu Rebus. Deva xin chào và hẹn gặp lại anh em. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh để tìm hiểu và theo dõi những điều thú vị xoay quanh những chiếc bật lửa của các quý ông nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.